Với giới chuyên gia, thỏa thuận vừa đạt được giữa Tesla với Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC hồi cuối tháng trước được xem là một điều tích cực về hãng xe này, bởi không chỉ giúp chấm dứt một vụ kiện tụng pháp lý tốn kém, mà đây còn được xem là bài học giúp Tesla và vị CEO cá tính Elon Musk tránh được thêm các rắc rối trong tương lai do những phát ngôn trên mạng xã hội của mình. Trang CNN đã liệt kê một số lĩnh vực mà các vị CEO doanh nghiệp nên cẩn trọng để không đi vào vết xe đổ của Elon Musk. Với nhiều người thì vụ vạ miệng nổi tiếng nhất của Elon Musk trên Twitter chính là tuyên bố về kế hoạch sẽ tư nhân hóa Tesla ở mức giá 420 đô la Mỹ một cổ phiếu và ông đã có đủ nguồn vốn cho kế hoạch. Tuyên bố mà sau này chính Musk thừa nhận bị ảnh hưởng bởi chất kích thích đã khiến SEC mở cằm cuộc điều tra và kéo cổ phiếu Tesla giảm mạnh nhiều tuần lễ. Vị CEO cùng Tesla sau đó đã phải nộp phạt tới 40 triệu đô la Mỹ và phải từ bỏ ghế chủ tịch công ty. Bên cạnh vụ việc trên, Elon Musk còn khiến giới chức Mỹ nóng mặt khi nhiều lần đăng bài đùa cợt kiểu ngày cá tháng tư về việc Tesla sẽ phá sản hay đổi kế hoạch sản xuất do khó khăn tài chính. Những thông tin có thể gây ra nhiều hiểu lầm với giới đầu tư trên sàn chứng khoán nơi Tesla niêm yết cổ phiếu. Vị tỷ phú cũng thường tỏ ra hào hứng quá đà với năng lực sản xuất của Tesla. Hồi đầu năm, Elon Musk tuyên bố Tesla sẽ sản xuất nửa triệu chiếc xe trong năm nay, vượt quá mọi báo cáo ban đầu của công ty. Dù ông đã có đính chính sau đó, nhưng vụ việc vẫn khiến SEC quyết định đưa Musk ra tòa để buộc vị CEO này phát ngôn có trách nhiệm hơn trong tương lai.